Phần thứ 10 chuyên mục chương trình Lấy lại Hoàng Sa và Trường Sa bằng cách nào. Kính chào đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngoài cùng bè bạn quốc tế. Tôi là Vũ Công Thuận, biệt danh là Võ Phù Đống, xin thay mặt phong trào Chiến lược nước Việt thực hiện chương trình này. Trong ngày hôm qua và ngày hôm nay chúng tôi đã hoàn thành được 9 phần. Bây giờ chúng tôi bắt đầu làm phần thứ 10 của cái chuyên mục chương trình có tên tựa đề là Lấy lại Hoàng Sa và Trường Sa bằng cách nào. Bây giờ tôi đang ở nhà của nhà văn, nhà báo Phạm Thành để làm phần thứ 10. Trong 6 phần đầu tiên chúng tôi làm ở tại nhà riêng của bác Đặng Văn Việt, 98 tuổi, là một lão thành cách mạng. Và hai phần 7, phần 8 chúng tôi làm tại trường quay, mời anh đại úy đang đương chức ở trong Bộ Quốc phòng tới trường quay. Và phần thứ 9, phần thứ 10 chúng tôi làm tại nhà riêng của anh nhà văn, nhà báo Phạm Thành. Chúng tôi đã làm được xong phần 9 và bây giờ chúng tôi tiếp nối phần thứ 9. Trong phần thứ 9 chúng tôi chưa trình bày xong cái logic của cái bài nói chuyện, của buổi nói chuyện ngày hôm nay. Chúng tôi xin bàn tiếp về cái chủ đề là phương sách ngoại giao nhân dân thế nào đó để mà chúng ta thu hồi cái quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa về. Thì trong cái phần thứ 9 chúng tôi vừa mới trình bày về cái phần là bình luận một phần về cái chuyến thăm Trung Quốc của ông Nguyễn Phú Trọng. Chúng tôi bây giờ gọi là ông Trọng Lũ. Thế thì ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Trọng Lũ thì đang chuẩn bị thăm Trung Quốc. Chúng tôi đã bình luận được một phần trong phần thứ 9. Và trong phần thứ 10 này chúng tôi xin gọi là đàm luận, bình luận về cái chuyến thăm sắp tới của ngài John Kerry là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ chuẩn bị sang thăm Việt Nam. Riêng việc này thì chúng tôi nghĩ là anh Phạm Thành đang rất nhiều thông tin về cái chương trình của John Kerry. Thì chúng tôi xin hỏi anh Phạm Thành là theo anh cái chuyến thăm của ông John Kerry sang thăm Việt Nam sắp tới đây thì nó dự báo điều gì? Nó tốt hay nó xấu? Và Việt Nam mình sẽ hưởng lợi gì và đến tương tác với ông John Kerry như thế nào? Và chúng ta có thể phán đoán được những gì sau đó? Xin mời anh ạ. Vâng, tôi có thể nói rằng là trong cái chủ đề chào bà con, trong cái chủ đề mà lấy lại Hoàng Sa và Trường Sa cho Việt Nam á, thì như anh Thuận nói là nó liên quan đến rất nhiều vấn đề. Và tôi tin rằng là nếu mà Việt Nam chúng ta không có liên minh chặt chẽ với Mỹ Nhật thì không bao giờ chúng ta lấy được Hoàng Sa và Trường Sa. Anh nói như vậy thì là thế nào? Thưa mà anh muốn hỏi anh rõ nhé. Anh nói là phải liên minh với Mỹ Nhật và các nước thì mới lấy lại Hoàng Sa và Trường Sa. Thì nó đồng nghĩa là nếu Việt Nam mình tự lực tự cường, không có liên kết với các nước khác thì đồng nghĩa là không thể lấy lại. Anh muốn nói như vậy phải không ạ? Đúng vậy. Thế thì anh coi thường cái năng lực của người Việt Nam mình sao? Và tại sao mà mình cứ phải liên kết với Mỹ, với Nhật rồi các nước là mình mới lấy lại được Hoàng Sa và Trường Sa? Trong cái đó chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam lâu nay ấy vẫn cứ tuyên truyền là Nhật là đế quốc, Mỹ là đế quốc. Thế vậy thì mình làm sao mà nó có an tâm để hợp tác với cái nước đó hay không? Và theo quan điểm của anh bây giờ thì mình có nên hợp tác hay không? Theo tôi thì nó rất là đơn giản như thế này. Trong cái chân lý thắng thua hiện nay ấy, thì nó chỉ người ta đã nói một câu là ai mạnh người đó thắng. Xưa vẫn thế, vẫn nay vẫn thế. Một mình Việt Nam để đối chọi với Trung Quốc mà thắng được trong cái thế đại hiện nay là không thể thắng được. Không thể thắng được. Thế Trung Quốc mạnh hơn trên rất nhiều. Vậy thì chúng ta phải có bạn bè, kể cả về kinh tế, quân sự, người ta đồng tình giúp mình. Người ta không những giúp mình cầm chắc cái súng có đạn mà bắn với Trung Quốc, mà người ta lại còn có những cái lưới vây của Trung Quốc trên những ngã đường khác để làm cho Trung Quốc kinh tế suy yếu trên bàn cờ thế giới và suy yếu ngay ở trong lòng Trung Quốc thì khả năng chúng ta mới thắng được. Chứ nếu mà một mình chúng ta không thể làm được. Cái vấn đề đánh địch không phải bằng quân sự, nó nhiều cái nghĩa. Vâng. Đánh địch bằng ngoại giao, đúng. Bằng kinh tế, đúng, bằng rồi. Tâm lý, bằng xã hội, bằng văn hóa, bằng trí tuệ và tình yêu thương. Đúng cũng rồi. Như Thánh Gandhi của Ấn Độ đấy, đúng. Là thương thuyết được về đế quốc Anh để mà trả lại độc lập cho nhân dân Ấn Độ mà không mất mất một viên đạn, không mất một sinh mạng. Vâng. Quý hóa. Và tôi nói thêm với anh rằng một điều này trong lịch sử Việt Nam, nó mặc dù chúng ta có 1.000 năm đánh đầu, chúng ta thắng rất nhiều, nhưng mà trên thực tế là nước chúng ta vẫn mất chứ. Vâng. Mất rất nhiều, Quảng Đông còn tay là của Việt Nam chứ. Nước chúng ta phải tới tận Hồ Đông Đình ở bên Trung Quốc hiện nay cơ. Mà anh biết không, cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng là lấy được 65 thành trì xưng vua. Thì các đền thờ của bà ở đâu? Ở Đại Việt hiện nay, nước Việt Nam rất ít, nó đều nằm trên Quảng Đông, bên Quảng Đông của Quảng Tây ấy. Em sang Trung Quốc đến 5-6-70 lần rồi. Anh có thấy không? Em đã đến những ngôi đền thờ của Hai Bà Trưng ở bên Quảng Đông, Quảng Tây Trung Quốc rồi. Cho nên tôi mới nói rằng là chúng ta đánh Trung Quốc rất nhiều trận, trải qua 1.000 năm ghi lịch sử rất hiện nay. Nhưng thực tế là chúng ta bị mất rất nhiều.
chúng ta cứ bởi vì bọn Trung Quốc nó ép dần lùi dần về phía Nam, nhưng chúng ta có giữ được trọn vẹn đất nước của chúng ta đâu. Xét về lịch sử anh ạ. Cho nên còn một ít này bọn Tàu nó rất muốn nuốt trọn, mà hắn bây giờ rõ ràng là không khỏe anh ta, mà ta không có những cái mối quan hệ với những người bạn khỏe cộng hòa lúc ta thì nó sẽ nuốt thôi. Vì bọn Trung Quốc nó có truyền thống xâm lược lãnh thổ, nó đã đặt cái bước chân của nó lên bất kỳ một lãnh thổ nào bao giờ nó cũng muốn nhập cái lãnh thổ đó vào Trung Quốc. Cái này em chia sẻ với anh, em cũng là chịu khó nghiên cứu một lịch sử lắm, đặc biệt là kể cả lịch sử Trung Quốc. Em khẳng định với anh, thậm chí ngay cả nhiều người dân Trung Quốc chưa chắc đã thuộc một lịch sử Trung Quốc hơn em. Thì lịch sử của dân tộc Việt Nam mình, vua Hùng dựng nước, vua dựng nước đến bây giờ gần 5.000 năm rồi, hơn 4.000 năm lịch sử. Thế thì lịch sử Trung Quốc là cái gì? Năm 221 trước Công Nguyên thì ông Tần Thủy Hoàng, tên thật là Doanh Chính, mới đánh chiếm 6-7 nước bằng vũ lực quân sự, bằng gươm đao, bằng cưỡng bức để mà tạo thành nhà nước Trung Quốc lần đầu tiên. Như vậy lịch sử hình thành nhà nước của nhà nước chính quyền Trung Quốc đầu tiên bây giờ nhé, từ khi Trung Quốc đến bây giờ mới có hơn 2.000 năm, chứ đâu phải là đâu đâu. Tức là các dân tộc nhỏ lẻ trong Trung Quốc thì nhiều rồi, họ 6-7 nghìn năm rồi, nhưng mà hình thành nhà nước Trung Quốc đầu tiên thì mới có hơn 20 thế kỷ thôi, mới là năm 221 trước Công Nguyên. Và Tây Tạng không phải là của Trung Quốc, Tây Tạng trước kia là của Ấn Độ, rồi Tân Cương, Nội Mông là của Mông Cổ chứ không phải là của Trung Quốc. Nhưng mà thời gian gần đây Trung Quốc mới đánh chiếm, mới xâm lược. Tức là cái thằng Trung Quốc ấy, từ khi lập quốc của nó đã dùng vũ lực, bạo lực, nó có truyền thống xâm lược các quốc gia khác rồi. Và trên thực tế Trung Quốc đã xâm lược Việt Nam 20 mấy lần, và bọn chúng đã đô hộ Việt Nam hơn 1.000 năm. Chứ nó trong cái tâm tưởng của chúng nó, cái máu tham của chúng nó luôn luôn nghĩ Việt Nam mình là một tỉnh của chúng nó. Trong đầu chúng nó luôn luôn nghĩ Việt Nam là một tỉnh là của chúng nó, và nó chưa bao giờ từ bỏ cái âm mưu thôn tính Việt Nam. Trong lịch sử mấy nghìn năm qua, Trung Quốc chưa bao giờ tốt với Việt Nam, chưa bao giờ tốt với Việt Nam. Và thực ra này, cái thằng Trung Quốc nó chưa bao giờ tự nguyện giao trả đất nước Việt Nam mình. Toàn do cái bao nhiêu thế hệ ông cha của mình là đứng dậy đánh đuổi chúng nó, đánh bại chúng nó phải rút. Chưa bao giờ Trung Quốc tự rút rồi nhỉ, do mình đánh bại chúng nó. Mà chúng nó chưa chừa, người ta bảo là mày thua tao 3 lần, nó quá tam ba bận, nó phải chừa. Nhưng mà thằng nó lì lợn, nó cố chấp lắm. Bây giờ 20 lần nó thua mình thì 20 chia cho 3 thì bằng hơn 6 lần cái 8 gọi là quá tam ba bận rồi. Cho nên là bác Đặng Văn Việt bác nói là chúng mày thích chúng mày sang đây, tao cho chúng mày thêm một bạch đằng giang mới. Chúng mày thích một chi năng mới không? Chúng mày thích một cái đống đa mới không? Chúng mày thích thì chúng mày vắt xác sang đây, tao sẽ đệ cho. Dân ta thì nói thật là có truyền thống căm thù Trung Quốc. Và mỗi một người dân đều là con cháu con Việt, cho nên là đều găm trong mình những cái tế đồ, những cái tế bào thù địch với Trung Quốc. Đó là cái truyền thống lịch sử để lại của dân tộc ta, từ trong để lại mà bây giờ chúng ta mới vào một cái đất nước như thế này. Đấy. Vì thật ra là chúng nó cứ liên tục trong lịch sử. Dân Việt Nam mình không hèn đâu. Và những người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam cũng không hèn đâu, quân đội công an không hèn đâu. Nhưng một số cái bọn ấy, người dân Việt Nam mình đang nghi bọn chúng là bọn tham nhũng bán nước của Vinh, bọn chúng nó hèn và bọn nó cố tình nó lái để cho người dân Việt Nam mình chia rẽ này, mất đoàn kết nội bộ này, mà mình làm cho mình hèn đi để thằng Trung Quốc xâm lược mình. Nên lâu nay những kẻ nào nói là cái gì bảo thôi Việt Hoàng Sa Trường Sa không đòi đâu, mình không đòi để đời con đời cháu mình đòi á, vậy là bố láo. Thế thì đời mình không đòi, đời con cháu mình nó bảo thôi đời con cháu sau nữa, rồi thằng đời con cháu sau nữa nó bảo cứ nữa 1.000 kiếp nữa nó cũng không đòi thì. Nhưng mà anh nên nhớ một điều này, thì anh nói là dân ta dũng cảm, dân ta căm thù Trung Quốc và dân ta cũng tài năng thiện chiến trong chiến đấu thì đúng rồi. Nhưng tôi muốn nói một điều này, trong cái quá trình quan hệ giữa mình với Bắc Kinh ấy, thì triều đại nào khi Trung Quốc xâm lược mình cũng có người của Việt mình làm nội ứng cho Tàu Cộng. Thời nào cũng có. Cho Trung Quốc. Lê Chiêu Thống thời nào cũng có. Thời nào cũng có Lê Chiêu Thống và Trần Đình Tắc. Thì đến thời đại thì nó cũng quá rõ. Trời, thời đại thì nhiều lắm ấy. Nhiều Lê Chiêu Thống, nhiều Trần Đình Tắc lắm. Đúng. Mà rõ ràng tôi còn đang cảm thấy rằng là những cái người ở trên thượng tầng ấy, kể cả các tướng lĩnh mà tôi nghe nói rằng là bây giờ là muốn chống Tàu á là phải trông cậy vào cái người điều hàng tá thì xuống, chứ còn tướng nhiều hết tướng là nuôi rồi. Rất nhiều người ta nói Trung là Quốc bị nuôi rồi, nuôi rồi đấy, chứ chưa dân kể nói là bị nuôi chưa rồi, kể các cái quan chức chóp bu nữa, dạ cấp úy cấp tá đấy. Thế mà bây giờ mà họ là chỉ trông cậy vào cái hàng cấp tá trở xuôi thôi, vâng, chứ từ đại từ tướng trở lên, cấp tướng trở lên là Trung Quốc nuôi rồi, vâng. Và tôi nghĩ như thế,
có lẽ đúng. Vì nếu không, những cái hành động bán nước của một số người trên chốc bu như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nó đã quá rành rành, nó quá rõ ràng rồi. Mà tại sao vẫn không lật đổ lão bây giờ? Mà thậm chí lão còn lại còn lên giữ cái Tổng Bí thư mà cam kết là chỉ làm nửa nhiệm kỳ, mà xem ra cái chuyến chạy lão lừa, nó nói là nửa nhiệm kỳ, mà nó chắc chắn lão sẽ làm cái lão chạy sang Trung Quốc lần này. Vâng, là để lão muốn xin Trung Quốc vấn kế là hắn làm cái gì thì tôi sẽ hết nhiệm kỳ, rất có thể là như vậy. Nhưng mà anh có tính đến một cái chuyện này không, tức là khi đại hội đảng lần thứ 12 đang diễn ra thì cái việc thắng thế của Trọng, phe Trọng là không được rõ ràng. Vâng, mặc dù đã bao vây diệt phe ông Trọng từ năm 2012, vâng, nhưng đến đại hội không vẫn rõ ràng. Vì đến giữa trường đại hội, khi mà giới thiệu các cái người ứng cử vào ban chấp hành ấy, thì những cái đoàn tập trung giới thiệu ông Nguyễn Tấn Dũng rất là nhiều. Vâng, chiếm 2/3 thôi. Thế là anh biết không, lập tức ở bên Bắc Kinh, vâng, Quốc hội Trung Quốc ra một cái nghị quyết là cho phép lực lượng vũ trang Trung Quốc can thiệp nước ngoài. Vâng, trong cái chuyện tranh chấp quyền lực đang diễn ra rất căng thẳng ở trên nghị trường của đại hội đảng lần thứ 12 thì Trung Quốc ra ngay một cái điều đó. Vâng, rõ ràng đấy là một cú nhằm dằn mặt các cái đảng viên của Đảng Giải phóng Việt Nam đang dự cái đại hội 12. Vâng, đó, nếu các ông không nghe tôi sẽ mang quân đội ra. Vâng, rõ ràng đó là một thông điệp đe dọa can thiệp của nội bộ Việt Nam của Trung Quốc. Chứ trên thế giới lúc ấy làm gì có nước nào có chuyện gì để mà Trung Quốc ra một cái nghị quyết. Đúng rồi, chỉ có Việt Nam nhưng thôi. Nhưng mà tôi cũng nghe được một điều rằng là may mà Trung Quốc không mang quân sang ấy. Chứ nếu mà Trung Quốc mang quân sang thì chế độ Cộng sản đã sụp từ đầu năm 2006 rồi. Dân Việt Nam đứng lên rồi, quốc tế nhảy vào rồi, Trung Quốc tan mà Cộng sản Việt Nam chết luôn rồi. Đúng thế, bởi vì họ không lường được rằng cái sức dân căm thù Trung Quốc, người ta sẵn sàng chết để chống lại Trung Quốc như thế nào. Ở trong Việt Nam lúc nào cũng sôi sục, lúc nào cũng có hàng tim người ta vẫn đỏ rực cái tinh thần của dòng máu Lạc Hồng. Ai không biết, chứ bây giờ cứ tàu sang là để người ta có thể chết, người ta đang có thể chết. Trẻ con nó cũng cầm súng, nó cũng đánh. Nó cũng đánh luôn. Chẳng phải là quân đội công an hay là người cái đó, ông Trọng đừng mừng rằng là mình nhờ có cái đó mà ông Dũng thôn đầu hàng và ông giữ được cái chức Tổng Bí thư của ông. Ông chớ nên mừng vội. Và ông đừng ngó mà sang mà bán rẻ tiếp tục cái danh dự, cái nhân cách của ông cũng như là của dân tộc Việt Nam Trung Quốc. Ông sẽ chết không có chỗ chôn đâu, dòng họ nhà ông chết không có chỗ chôn đâu mà ông cứ đi bám theo Trung Quốc kiểu như vậy. Em nói với anh nhé, người dân Việt Nam người ta đang nói rồi, mà quân đội cũng đang nói rồi nhé. Nếu thằng Trọng Lũ mà hợp tác với Trung Quốc để làm hiệp nghị thành đô và đầu hàng Trung Quốc ấy, thì là thằng đó nó phải nhục đến muôn đời, còn nhục hơn cả Lê Trung Thống, còn hơn cả Trần Đình Thắc nữa. Nó nhục đến muôn đời đấy. Mà anh quân đội nó bảo thằng Trọng cần lộ mặt một tí nữa thôi nhé, là cả nhà nó ăn đạn luôn. Đúng, chứ không một chuyện đùa đâu. Nó ở chỗ nào cũng thoát. Đúng rồi, tôi tin điều đó. Và có lẽ là Trọng quân đội căm thù lắm, nhiều anh em là có cây lắm. Trọng Lũ phải sang Trung Quốc trong những cái ngày cuối năm này là một sự lo sợ của ông ta. Càng lo sợ càng chết. Ông lo sợ vì quân đội cũng rất nhiều ghép tù sau cái vụ mà tư lệnh quân khai bị chết đột tử, rồi người ta nã súng vào bắn chết hai quan chức của tỉnh Yên Bái. Vâng, đó là những cái tín hiệu mà làm cho Nguyễn Phú Trọng sợ. Quân đội sẵn sàng có thể nã súng vào những kẻ bán nước cầu vinh bất kỳ lúc nào. Bên cạnh đó là bên công an chống tham ô tham nhũng thì không có hiệu quả, mà theo cái cách chống của ông ấy thì chống bắt được một con sâu thì để ra 3-4 con sâu, cả nghìn cả vạn con muôn sâu muôn đời không chống được, phải là 1-3 đâu anh. Mà cái đặc biệt anh biết rằng luôn chống tham nhũng mà lại không lấy được tài sản của bọn tham nhũng, thế thì nhân dân cũng tống thằng này đi kia đi tù đi, nhân dân thì các người ta cũng thích lắm đâu. Cái thích và cái người ta muốn là chống tham nhũng để lấy lại những cái tài sản của nhân dân mà bọn chúng đã ăn cắp. Cái vấn đề này chống tham nhũng là chống được lại tham nhũng cơ. Nhưng mà thằng Trọng có lấy được đâu, các vụ tham nhũng bây giờ tính ra theo công bố chính thức là phải á chị, lấy lại được 10% cái số tiền mất. Thế thì 10% ông đủ chi phí cho bộ máy, ông chi phí cho điều tra, ông chi phí cho lập án, chi phí xét xử có khi lại quá cái 10% ấy. Vâng. Vậy thì cái chuyện chống tham nhũng không mang lại một cái lợi ích gì cho nền kinh tế, nguồn tiền không được bỏ chung, của cải bị chấn đột không lấy lại. Vâng.
Thế thì chống để làm gì? Nhưng cái quan trọng là ông Trọng đã đụng đến quyền lợi của các nhóm lợi ích khác. Các nhóm lợi ích khác nó cũng không hà giọng, thì chưa nói là làm yêu nước chính trực nữa. Đúng không anh? Đúng. Bám nước trên tàu, bám đít tàu là mất lãnh thổ, mất độc lập dân tộc. Trong bao nhiêu năm nay người dân Việt Nam đã là ghi hận với kẻ đó rồi. Bên cạnh đó lại còn bị gọi là tranh ăn, tranh quyền với nhau, mà nó mất phần thì cái nhóm đó có cũng thanh toán lẫn nhau. Cho nên là kiểu gì Nguyễn Phú Trọng cứ đi theo cách đấy, kiểu gì thì cũng chết. Anh ơi, cái câu hỏi mà anh nêu ra mà anh muốn hội luận trước khi mà vào trường quay, anh có nói là cái vấn đề là ông John Kerry chuẩn bị thăng phong Việt Nam ấy, theo anh nghĩ là ông John Kerry sẽ mang những thông điệp gì, và nếu có phải chăng đó là cái sự mà ông sang dọn đường cho cái chuyến thăm sắp tới đây của ngài Donald Trump là tổng thống thứ 45 của Mỹ. Còn ít ngày nữa thôi là ông Donald Trump ông ngồi vào 20 tháng 1 này, ông sẽ ngồi ghế tổng thống và chắc chắn là ông sẽ ưu tiên sang thăm Việt Nam đấy. Vậy thì chúng em nghe được một nguồn tin nhé, mà một số nguồn tin chứ không nguồn tin khá chính xác, là khả năng Donald Trump sang thăm Việt Nam rất sớm, trong tháng 3, đầu đến giữa đến cuối tháng 3 là sang thăm Việt Nam rồi. Ông rất quan tâm đến chính sách xoay trục sang châu Á Thái Bình Dương, thì nếu có phải chăng là John Kerry sang chuyến này là một trong những nhiệm vụ rất là quan trọng sắp đặt để cái quan hệ Việt Mỹ nó tốt hơn, và đó là để cùng với Mỹ để thực hiện cái chính sách xoay trục sang châu Á Thái Bình Dương. Thì theo anh đánh giá thế nào về cái chuyến thăm của ông John Kerry trong thời gian sắp tới đây? Thì tôi xin muốn nói với anh là cái việc Mỹ xoay trục sang châu Á Thái Bình Dương là đương nhiên rồi, bởi vì tôi thấy rằng là một trong những cái tư tưởng nổi bật của con người Donald Trump đó là rất ghét cộng sản, rất ghét chế độ độc tài. Vậy thì cộng sản thế giới hiện nay đang hậu thủ ở đâu? Châu Á Thái Bình Dương, mà cụ thể là Trung Quốc và Việt Nam. Có ba thằng ở châu Á, thằng Cuba, thằng Bắc Triều Tiên, thằng Trung Cộng, thằng Việt Cộng. Việt Cộng có ba thằng ấy thôi, chứ thằng. Chứ còn là ông Cuba xong rồi. Cuba xây cầu nối hai nhà nước là xong rồi. Tự nhiên chả ai cần chuyển hóa, nó cũng chuyển hóa, chẳng cần là gì, nó cũng phải là một cái, là một hòn đảo xinh đẹp du lịch của nước Mỹ trong tương lai. Đó đúng, Cuba. Chính xác. Và người Mỹ cũng biết như thế. Tương lai Cuba là công tác vấn đấu đều gần như trở thành chuẩn bị sắp tới thành ban thứ năm tốt. Thế còn thì đấy là một cái nhất lớn. Còn anh hỏi cụ thể rằng là John Kerry sang chuyến này thì tất nhiên là ông còn có cái lý do, tức là ông đáp lẽ là cái lần mà ông đã nhận cái lời mời của Việt Nam là tháng 12 ông sang thăm Việt Nam. Nhưng vì ông không sang được thì ông là con người lịch sự, thì ông cũng một là ông cũng sắp rời chính trường, thì khi mà Donald Trump lên thì ông không còn bộ trưởng ngoại giao nữa, thì ông cũng sang đáp lễ với cái lời mời của ông Đinh Thế Hinh là mời ông sang, thì ông bây giờ ông sang thì ông đáp lễ thôi. Nhưng mà tôi cho rằng là một nguyên thủ, một bộ trưởng của một nước lớn có thời gian mà đi đáp lễ. Anh ơi, cái chuyên đề này hay lắm, mà nói nó dở chừng thì nghe chừng nó không ngon. Cho nên bây giờ này, thời lượng thời gian của mình nó hết thời gian rồi. Bây giờ em đề nghị anh mình dừng lại đây nghỉ ngơi ít phút, trà nước xong ta làm. Ôi giời, nói chuyện bom từ nãy giờ hết 30 phút rồi đấy bác ạ. Bác thử nghĩ là nãy giờ hết 30 phút rồi. Bây giờ là mình dừng lại ở đây. Chào bà con, xong nghỉ ngơi trà nước một tí, xong mình làm tiếp cái phần thứ 11 của chương trình này. Cái lần sau mình làm chuyên đề về cái chuyến thăm của John Kerry chuẩn bị sang thăm Việt Nam, có lý do gì và như thế nào, có hay gì dở gì cho Việt Nam hay không. Mình sẽ bình luận tiếp ở phần sau anh nhé. Rồi xin chào tạm biệt và quý vị và các bạn, và sớm trở lại chương trình tiếp theo.